Hello, xin chào các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Đấy, hôm nay là em Chỉnh với em Tươi đang làm món gì mình cũng không biết. Bây giờ mình sẽ hỏi em Chỉnh các bạn. Đang làm cái gì ấy Chỉnh? Làm nem á? Cái này là cái gì, trộn với trộn gì ạ? Trộn với lại cà rốt. Xong là tí cái gì trộn vào nữa. Đấy cả chứ. Không, xong là mỗi miến với cỏ cà rốt, xong là lấy cái gì để vào không? Trứng nữa. Có phải để mì chính với muối các kiểu không? Vấn đề. Thế em Tươi là đang bóc trứng à? Mỗi người làm một thứ à? Thế tí lấy cái gì cuốn vào? Lá nem. Lá nem. Không biết mới hỏi chứ. Anh được làm bao giờ đâu? Bắp cải là gì? Cái thằng này cười ổng rồi. Để các bạn mình trêu em ấy tí mà em ấy bảo mình ngu. Mình trêu em ấy tí em ấy bảo ngu các bạn ạ. Em Chỉnh là rất xinh gái các bạn nhá. Là chưa có chồng đâu các bạn nhá. Bạn giờ đang để mì chính vào nhá. Trứng là bóp mấy cỏ vào rồi. Bà cứ cười thôi. Gà rốt này. Xong là trộn với trứng. Với lại bún các bạn. Đây đang khoảnh các bạn. Khoảnh điều xong là tí ra để chiên lên. Hoặc là rán. Chiên rán này có bằng dầu các bạn. Em nhỉ? Sắp xong chưa em? Bây giờ là xong à? Lấy cái gì cuốn vào? Lá nem à? Lá nem đâu? Đấy các bạn đã xem với em chế biến như nào các bạn. Cuốn mày cái mâm nè. Các bạn ạ. Thế các bạn ạ, giờ em Chỉnh đang chuẩn bị làm. Ủa lấy đi đâu ấy? Anh chỉ đang quay đây mà. Đây các bạn à, em này lấy ra bên này nha các bạn ạ. Lấy ra bên này. Lần đầu tiên thấy gái xinh làm. Lá nem này mua ở đâu em? Mua ở chợ. Để các bạn ạ, quần này. Thèm quá các bạn ạ. Mình thèm. Đang xem em ấy làm mà mình thèm. Thèm lắm rồi các bạn ạ. Đấy, Em Tươi là làm nhiệm vụ rán ạ. Nem cũng đẹp, người cũng xinh các bạn ạ. Bạn, giờ em này đang làm. Đấy. Gần chắc xong. Ui, nhưng còn nhiều lắm các bạn ạ. Cái này được nhiều cái không em? Chắc được tầm chục cái không? Hay hơn. Thử biết được à?
bạn chờ em ấy đang đặt vào đây. Em chỉnh làm được hai cái các bạn. Đây là em tươi, chuẩn bị nhiệm vụ là rán các bạn. Em tươi rán còn thèm các bạn ạ. Đây, cười riêng một cái. Còn đây là mẹ của em à Chính? Chính ơi, đây là mẹ của em à? Chính ơi, Chính, đây là mẹ của em à? Thế thường thường là buổi tối là tối nào em cũng làm đến đây ăn à? Em còn học không em ạ? Gì giờ? Em học hết 12 rồi chứ? Chưa học hết rồi. Người xinh tay cũng khéo các bạn, làm một lúc là cũng gần xong rồi các bạn. Sắp xong rồi em nhỉ? Thế còn một tí nữa nhỉ? Cái này là những cái chín rồi em chị. Các bạn đặt lên trên. Chào đặt cái này lên trên em tươi. Đặt lên để nó khô mớ nó à. Đấy em này chỉ có cười các bạn ạ. Hình như mình cũng không biết em này chắc bị câm hay sao mà nói chuyện không thấy thưa. Đấy các bạn ạ, em ấy nói tiếng nụ mà đéo nghe cơ các bạn ạ. Các bạn thèm quá, muốn thử miếng lắm rồi các bạn. Thì em chỉ cắt thì em chỉ thử miếng các bạn nhé. Xong mình cũng tiện thể thử miếng luôn. Thì mình cũng thèm lắm rồi. Cái nhỉ, cái những cái chín này là hiện tại là 8 cái chín rồi các bạn nhá. 8 cái đã chín rồi. Đấy em chỉnh cũng làm xong hết rồi. Chuẩn mang đắng à. Sắp chín hết rồi nhỉ em tươi nhỉ. Sắp chín hết chưa? Toàn là không kinh nói chuyện này. Ngon chưa? Cái mặt kìa. Trong này em cho muối nhiều quá. Ngon, thịt ăn rất là ngon. Thế bây giờ để bọc cái này em chuẩn bị cắt hay là để làm gì? Cắt à? Cắt thành hai đoạn hay cắt nhiều đoạn? Một cái là làm được mấy đoạn? 5 đoạn. Anh thèm quá, cắt cho anh thử miếng các bạn ạ. Em chỉnh cũng đã cắt xong rồi. Đây. Em chỉnh đã cắt xong. Nhìn rất đẹp luôn các bạn. Vàng lắm. Thèm lắm các bạn ơi. Không biết các bạn xem video các bạn có thèm không? Ồ các bạn ạ, em chỉnh vừa đi thay áo về. Cắt xong là đi thay áo luôn. Thiêu cái này. Đây là thiêu làm áo mình nung các bạn ạ. Thiêu áo. Thiêu. Đây các bạn ạ. Giờ em chỉnh là đi bậy mâm. Các bạn ạ, em chỉnh đang đi lấy bát về. Còn em tươi là đang làm gì kia không biết. Em này là mình cũng không thích hỏi. Không thưa.
em chính là lấy bát về đạt các bạn nhá. Đó, bát rồi. Ném đâu rồi chính ơi? Lại lấy nồi cơm các bạn. Đó, nồi cơm đấy. Em về món gì các bạn ơi? Món rau rừng các bạn. Rau rừng như video trước mình làm chưa được. Hôm nay đấy một bữa tôi còn đấy. Món đậu xì các bạn. Có phải. Bốn món, ba món, một món. Hết. Người đang sấy cơm các bạn. Đang sấy cơm chuẩn bị ăn cơm các bạn. Đang chờ nước canh đắng thì em chỉ đang thiêu các bạn, em còn em tươi là đang sấy cơm lên, cơm này còn nóng các bạn ạ. Đây là món mọi người ạ, đây là chỗ là lúc đây là anh em này, chỗ thừa trứng lúc đấy để vào với cái gì nhỉ chính đây, để trộn với măng à, để trộn với măng các bạn ạ. Đây các bạn ạ, giờ là bữa cơm tối, chuẩn bị ăn bữa cơm tối đây. Em tươi là đang sấy cơm các bạn nhé. Còn em Trình đang ngồi bên dưới này. Em Trình mời khán giả ăn cơm cái.